Chào, bắt đầu quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian XTC 800 được trang bị bộ đề full New Z. Đấy, lớp sơn là nguyên bản. Đó. Màu xám đen trông rất là thể thao, rất là đẹp. Đấy, bánh 27,5, đồ là nguyên bản chính hãng. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc, em mới về. À, lên ngay cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì làm từ nhôm. Mẫu xe này thì nó đã quá là quen thuộc với cửa hàng em cũng như là các bác xem trên kênh. Vì chiếc xe này các bác rất là ưa chuộng. Tay bấm DOG đánh dầu Shimano, khóa hành trình giảm sóc trên tay lái, bánh là 27,5 inch. Đùi đĩa trục rỗng. Trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 đi là phù hợp. Dây 10 tầng lít, 3 tầng điện, cho 30 tốc độ. Đấy, thì chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 9 triệu 9 bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.